Trong chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều anh hùng là hình mẫu lý tưởng. Họ là những tấm gương đẹp với các lý tưởng, tính cách thực sự tốt đẹp và đại diện cho ước mơ cũng như là công lý của loài người. Superman, Batman, Wonder Woman, bộ ba Trinity hàng đầu và cũng là hình mẫu chuẩn mực về siêu anh hùng trong thế giới của DC Comics. Nhưng mà, cái gì chuẩn mực quá nó lại không thật và luôn luôn chỉ là một cái gì đó thuộc về ước mơ và ý muốn của chúng ta. Khi xem các siêu anh hùng thực thi công lý, các bạn đã bao giờ thử nghĩ rằng dù chỉ một chút thôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các phiên bản bất hảo, các phiên bản không hoàn hảo của các siêu anh hùng thực thi công lý? Có thể họ không hoàn hảo, nhưng mà tin mình đi, chính sự không hoàn hảo lại là thứ mà rất gần gũi và thật với mọi người. Vậy, thứ mà mình muốn đang nói ở đây là gì? Câu trả lời là Dark Trinity, bộ ba bất hảo, phiên bản phản chiếu của Trinity thần thánh của DC Comics. Những con người có thể coi là những biểu tượng, những tượng đài bất diệt về công lý và sự tốt đẹp trong thế giới đầy hỗn loạn này. Superman, vị thần công lý mang lại hy vọng cho loài người, là đầu tàu trong công việc cứu rỗi trái đất. Batman, kỵ sĩ bóng đêm, mang nỗi sợ bao trùm lên tất cả đám tội phạm ở Gotham, là người phàm đầu tiên có khả năng sánh vai với các vị thần trong việc cân bằng thế giới. Wonder Woman, á thần, mang cán cân công lý đến với thế giới. Nữ siêu anh hùng biểu tượng cho nữ quyền. Điểm chung của họ là gì? Cả ba đều là những biểu tượng công lý với hình tượng chuẩn mực của siêu anh hùng. Nhưng những cá nhân trái ngược của họ là ai? Họ là những gì? Họ là Jason Todd, cựu Robin của Batman, tên trẻ trâu từng bị Joker đánh đến chết khi đang làm nhiệm vụ, chết đi sống lại do một hội phản diện hồi sinh, phải bắt đầu lại cuộc sống mới, bị mâu thuẫn với gia đình của mình, khó khăn trong việc đi tìm lý tưởng của chính mình. Họ là Bizarro, một sản phẩm thí nghiệm lỗi của Lex Luthor, là công cụ lý tưởng của Lex và Black Mask, một con thú với IQ chỉ có 2 chữ số, một kẻ luôn bị chuốc vào đầu và luôn bị so sánh với Superman. Và cuối cùng là Artemis Grace, một Amazon bị ruồng bỏ, đang lưu lạc trên thế giới loài người và bị ám ảnh bởi quá khứ ngộ sát chính người bạn thân của mình, một chiến binh bị ám ảnh với danh hiệu Shimthor. Đó, ba kẻ có số phận hẩm hiu, có quá khứ cực kỳ nhiều trái đắng. Họ đều là những kẻ bị ruồng bỏ trong chính xã hội của họ, là phiên bản trái ngược đối với hình mẫu của chính mình. Jason Todd ngưỡng mộ nhưng cũng cực kỳ mâu thuẫn Batman. Bizarro là phiên bản lỗi, phiên bản hoàn toàn ngược lại của Superman. Artemis là Wonder Woman khi không có được vinh quang cho bản thân và bị bộ tộc chia rẽ. Họ đều có những vấn đề riêng của mình, là những nhân vật có rất nhiều điểm tương đồng với Trinity nhưng cũng lại là một phiên bản không hoàn hảo của Trinity. The Dark Trinity là một nhóm rất đặc biệt trong DC Comics. Bản thân Scott Lobdell, người sáng tạo ra Red Hood and the Outlaws, khi xây dựng lên chương thứ 2 của Red Hood and the Outlaws thì vẫn với ý tưởng ban đầu xây dựng nên một đội xoay quanh Red Hood, nhưng ở chương 2 này chúng ta được thấy ý tưởng đó hay hơn hoàn toàn so với chương 1. Bản thân chương 2 được đánh giá rất cao trong các đầu truyện của DC hiện tại do cốt truyện với ý tưởng mới mẻ cùng câu chuyện dễ đọc và đầy ý nghĩa. So canh bản chất là một cựu Robin có nhiều điểm tương đồng với Batman của Red Hood, Scott đã nảy ra ý tưởng cực chất, đó là xây dựng lên một Trinity phiên bản mới, phiên bản của những anti-hero, của những kẻ bị ruồng bỏ, có thể coi là phiên bản lỗi, phiên bản sai so với bản gốc. Ở clip tiểu sử trước của phê truyện, có lẽ các bạn cũng đã biết Dark Trinity được thành lập thế nào, tiểu sử của ba người ra sao. Vì thế nên hôm nay mình sẽ không nói về ý tưởng xây dựng Dark Trinity như thế nào hay là bộ Red Hood and the Outlaws hay ra sao, mà mình sẽ nói về điều mình thích nhất ở Dark Trinity. Đó là sự kết nối. Sự kết nối mà mình đề cập đến đây là gì? Như các bạn đã biết, Dark Trinity là một đội hội tụ gồm 3 kẻ bị ruồng bỏ, 3 anti-hero có cùng hoàn cảnh với nhau. Bản thân mỗi thành viên trong Dark Trinity đều mang trong họ những ám ảnh, lý tưởng riêng, nên điều gì ngoài cái duyên đã mang họ đến với nhau? Tất nhiên, để cả 3 kẻ bất hảo có thể kết hợp được với nhau thì bắt buộc họ phải có sự liên kết giữa mỗi bản thân họ với thành viên còn lại. Sự liên kết mà mình nói ở đây chính là sự đồng cảm. Đối với mỗi thành viên của Dark Trinity đều có một hoàn cảnh và lý tưởng riêng. Quá khứ của họ cũng khác nhau, họ cũng có mặc cảm riêng, nhưng chính sự thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau, ba kẻ ngoại đạo này mới có thể liên kết được với nhau. Tuy sự mặc cảm khác nhau, nhưng điều đó lại làm cho các thành viên của Dark Trinity khi nhìn vào những đồng đội, họ lại đôi khi thấy chính mình trong 2 người còn lại. Jason Todd, sau khi được hồi sinh thì trong cậu đã nảy sinh một tâm lý hỗn loạn và sợ hãi. Cái hỗn loạn của một kẻ đã trải qua cái chết cực kỳ đau đớn và cực kỳ kinh khủng. Jason bị Joker tra tấn, đánh đập. Sau đó, cậu chết trong khi bản thân mình vừa tức giận khi bị Joker bắt, vừa sợ hãi và mang hy vọng Batman sẽ đến cứu mình. Cái chết đau đớn của Jason là vậy. Nhưng sau khi được hồi sinh, những ký ức về cái chết đó vẫn ám ảnh và luôn tái hiện trong ký ức của Jason. Cậu cũng bị mất phương hướng khi tự nhiên được sống lại. Cảm giác của Jason có thể nói là trải nghiệm chết đi sống lại, xuống địa ngục rồi trở lại về thực tại.
Nếu các bạn đã xem phim Batman Under the Red Hood thì các bạn cũng biết rằng hình ảnh của Jason như thế nào sau khi được hồi sinh. Cậu được hồi sinh và được huấn luyện, sau đó quay trở lại về Gotham để tiêu diệt tội phạm với phong cách bạo lực và cứng rắn nhất có thể. Việc tiêu diệt tội phạm có lẽ không xuất phát từ lý tưởng mang lại công lý, mà bởi vì lúc đó Jason quá đau khổ và quá tức giận nên cậu muốn chuốc cơn phẫn nộ của bản thân và lũ tội phạm. Thứ mà Jason coi đó là lý do đã gây ra cái chết của cậu, và quan trọng hơn hết là cậu tìm Joker để có thể trả thù và muốn được biết rõ ràng về cái lý tưởng chống tội phạm của Batman mà cậu nghĩ từ lý tưởng đó mà cậu đã chết. Jason tại thời điểm này đau khổ, cô độc, tức giận, chìm đắm trong bạo lực và tất cả những cảm xúc trên đều là hậu quả từ sự tái sinh của cậu. Suy nghĩ tạo nên hành động tạo thành thói quen trở thành cuộc sống biến thành định mệnh. Cái vòng luẩn quẩn này tạo thành Red Hood. Với suy nghĩ cực đoan và bạo lực, biến Red Hood từ một vị anh hùng vốn là phụ tá của thám tử vĩ đại nhất thế giới, luôn được dạy là không giết người, trở thành một kẻ tư hình, đội mũ đỏ, đi thắt cổ tất cả đám tội phạm với hình thức bạo lực nhất. Dần dần, cái công cuộc thanh trừng tội phạm bằng nỗi hận thù của Jason biến thành một thói quen mà cậu vẫn hay làm. Thói quen đó biến thành cuộc sống và rồi thành định mệnh của đời cậu. Từ lúc Jason được hồi sinh thì tiếp tục đến các đầu truyện Red Hood and the Outlaws vẫn luôn xoay quanh hành trình tiêu diệt tội phạm của cậu. Và rồi, trên hành trình đấy, cậu gặp Artemis và rồi sau đó là Bizarro. Có lẽ bước ngoặt trong hành trình này là lúc mà Jason được chứng kiến cảnh Bizarro chui ra từ ống nghiệm. Với một trái tim chai sạn vì cuộc đời trải qua nhiều biến cố, làm thế nào mà Jason từ một kẻ luôn khép kín về cảm xúc lại có sự kết nối với Bizarro ngay lập tức? Kể từ trước đó với Arsenal hay là Starfire, cậu cũng không có sự kết nối lớn đến vậy. Đó là bởi vì Jason được chứng kiến tất cả cuộc đời của cậu thông qua Bizarro. Sự ra đời của Bizarro như là một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu trong lúc cậu được tái sinh qua Lazarus Pit. Jason hiểu được cái cảm giác mà lúc này Bizarro đang trải qua. Các cậu có biết cảm giác chết đi, sống lại nó như nào không? Nó như là bản thân chúng ta sẽ không có được chút ý kiến nào về việc chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nó là cái cảm giác, nó là cảm giác chúng ta bất lực trước cuộc sống. Tất cả các trải nghiệm trên chính là những trải nghiệm mà lúc này Bizarro đang phải trải qua và cũng là những gì mà Jason đã phải từng trải. Chính Jason hiểu rõ hơn bất cứ ai cảm giác Bizarro đang có. Jason đồng cảm với Bizarro. Chung kỳ lại, sau mặt đã đỏ bí ẩn và bạo lực thì Jason về bản chất cũng chỉ là một kẻ bị tổn thương do một tuổi thơ đầy bạo lực và nghèo đói, do đã một lần chết đi và sống lại và do mặc cảm của chính bản thân. Sau khi gặp Bizarro, cái bản chất tốt đẹp đã bị lãng quên trong Jason được hồi sinh. Từ sự đồng cảm mà Jason có cảm giác muốn được bảo vệ và bù đắp cho Bizarro. Chung kỳ lại, sâu trong bản chất của mỗi con người, dù hoàn cảnh có phũ phàng, dù bỏ họ đi thế nào chăng nữa, cái tốt đẹp, cái thiện luôn tồn tại sâu trong mỗi người. Có lẽ chỉ vì hoàn cảnh và định kiến mà làm cho cái tốt đẹp đấy bị che lấp đi. Cá nhân mình nghĩ, cho con người ta cơ hội để thể hiện cái đẹp trong bản chất của họ thì chỉ cần một khoảnh khắc hoặc một sự kiện xảy ra là chúng ta sẽ thấy con người và thế giới này tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, Jason ở New 52 và DC Rebirth thì tính cách đã thay đổi khá là nhiều so với Jason lúc xưa. Đó là sự thay đổi tích cực hơn khi mà giờ đây cậu đã biết thấu hiểu hơn, lý tưởng tốt hơn. Khi mà cậu tiêu diệt tội phạm không phải là vì trả thù cá nhân như năm xưa, mà vì muốn thực thi công lý ở Gotham giống Batman. Tuy rằng cách thức của cậu hoàn toàn khác với Batman, nhưng cậu cũng đang làm việc một cách tích cực hơn và có mối quan hệ tốt đẹp hơn với các Batman và Nightwing. Điều đó khẳng định cho chúng ta thấy Jason không xấu và cũng không trẻ trâu như các bạn nghĩ nữa, và cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Và đó là Jason. Nhưng còn Bizarro thì sao? Một thí nghiệm lỗi, một con quái thú đầy sức mạnh nhưng đầu óc đần độn như Bizarro thì có gì để đồng cảm và hiểu được Red Hood hay là Artemis? Chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy. Nếu vậy thì câu trả lời của mình đó là có. Và không chỉ đơn giản là có mà không ngoa thì mình sẽ nói rằng Bizarro là nhân vật có cảm xúc nhiều nhất trong cả Dark Trinity. Tại sao mình nói như vậy? Nếu các bạn đã xem video trước thì mình có giới thiệu về Bizarro. Thì Bizarro vốn là một sản phẩm thí nghiệm lỗi của Lex Luthor mà bị Black Mask ăn cắp nhằm lợi dụng sản phẩm như là một vũ khí sống để thống trị Gotham. Sau đó, Jason và Artemis đã bị Black Mask bắt về trụ sở của lão và cuộc gặp gỡ đầu tiên của ba người diễn ra ở đây. Khi còn thai nghén trong thí nghiệm, Bizarro đã bị cấy ký ức của Superman vào Bizarro. Điều này đúng với mong muốn của Lex Luthor là biến Bizarro thành một Superman nhân tạo của riêng mình, nhưng kết quả như thế nào thì ai cũng đã rõ. Đó là một thí nghiệm thất bại. Mặc dù vậy, các ký ức trong đó không bị biến mất mà nó tồn tại một cách hỗn loạn trong đầu Bizarro. Các bạn thử nghĩ xem, bản thân Bizarro nghĩ và nhận thức thế giới như thế nào? Bizarro biết rất rõ đó là ký ức giả được tiêm vào đầu cậu, chứ không phải là thứ mà cậu muốn. Có thể Bizarro đần độn, nhưng gã lại cực kỳ tỉnh táo. Tuy bị cấy ký ức của Superman, nhưng gã biết gã không phải là Superman, mà gã là chính mình,
nhận thức được rõ bản thân và điều gì mình muốn. Cái điều mà mình cực thích ở gã này đó là gã biết mình không hoàn hảo nhưng lại luôn cố gắng cải thiện bản thân. Mình nghĩ là mình học được khá nhiều từ nhân vật này vì ở góc độ nào đó, Bizarro khá là giống với hầu hết chúng ta ở cái điểm không hoàn hảo. Bizarro sinh ra là một thí nghiệm, cái cảm giác khi thức tỉnh nó y hệt như mà Jason mới hồi sinh từ Lazarus Pit, đó là sợ hãi, mất phương hướng. Và trong sự hỗn loạn đó, thứ đầu tiên mà gã nhìn thấy là Jason đang bế mình và có câu nói an ủi, sau đó là Aramis. May mắn cho hắn là khác với các thí nghiệm khác, sau khi bị tỉnh dậy và bị đàn áp rồi tiêu hủy thì Bizarro lại được cảm nhận tính con người và có lẽ định mệnh đã mang đến cho gã những người bạn thật tuyệt vời. Bizarro ban đầu rất cục xúc và có thể coi là một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Jason đã có lần muốn giết Bizarro để tránh hậu họa về sau này nếu Bizarro trở thành thứ vũ khí mà nó muốn được tạo ra. Nhưng mà trái ngược với bản năng ban đầu, Bizarro đã cho Red Hood thấy gã hoàn toàn là một sinh vật mặc dù khiếm khuyết nhưng lại cực kỳ sâu xa và cực kỳ tốt đẹp và rất là mong muốn được yêu thương. Điều này đã làm cho chính Jason cảm động và đã trao cho Bizarro cơ hội được sống. Vì chính những điều tốt đẹp đến với Bizarro khi mà lần đầu tiên được chào đời, hắn gặp Red Hood và Aramis, rồi ký ức thực sự của gã bắt đầu sống dậy từ khoảnh khắc đó. Và rồi cuối cùng là Aramis, một nữ chiến binh Amazon bị ruồng bỏ và được Jason miêu tả là sở hữu cơ thể của một chiến binh và đầu óc của một nông dân. Thì kết nối thế nào với hai chàng trai còn lại của nhóm trong khi cô là thành viên nữ duy nhất? Aramis là một người Amazon lang thang, cố ra thế giới loài người với quá khứ ngộ sát của bản thân mình và nghĩa vụ đi tìm lại cây cung của thần Ra cũng như bị ám ảnh với danh hiệu Shimtar. Aramis cô độc, mang ám ảnh trong mình để rồi phải đối mặt với thực tế hiện tại. Aramis có một điểm rất giống với Jason ở chỗ là sau biến cố của quá khứ, cô cũng khép kín bản thân lại. Thậm chí Aramis là người lạnh lùng, hoang dã nhất trong cả ba người. Cô đặt nhiệm vụ của mình lên cao nhất và không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng rồi được chứng kiến cảnh cùng kẻ bất hảo như là Jason lại rất trân trọng một con quái vật như là Bizarro, nên suy nghĩ của Aramis về Jason hay là Bizarro hay loài người nói chung đã thay đổi. Và có lẽ từ sự an ý và hiểu được rằng hoàn cảnh của mình rất giống với hai con người kia, nên Aramis với suy nghĩ ban đầu không muốn liên quan gì đến Red Hood hay là Bizarro, nhưng dần dần cô đã trở thành một thành viên trong nhóm tới lúc nào mà không biết. Bản thân Aramis bên ngoài luôn coi Jason là một kẻ trẻ trâu, Bizarro là một con quái vật đần độn. Nhưng cái cách mà Jason đối xử với Bizarro có thể nói là thứ mà đã làm cho suy nghĩ và cảm xúc của Aramis thay đổi. Có lẽ việc chứng kiến hai thứ tạo vật tội lỗi kia thể hiện một thứ kết nối kỳ lạ với nhau đã làm cho Aramis cảm động, vì khó có ai có thể nghĩ rằng những kẻ tội lỗi kia có thể đối tốt với nhau như vậy. Ngoài ra, có thể nói diễn biến tâm lý của Aramis là thứ thay đổi nhiều nhất trong tâm lý của cả ba nhân vật. Đến sau này, khi Bizarro tái sinh thì chính Aramis là người nhạy cảm nhất trong sự thay đổi của Bizarro và thực sự quan tâm đến Bizarro. Ba kẻ bị chính xã hội của mình ruồng bỏ trở thành ba người đồng đội trên cuộc phiêu lưu của chính mình. Jason luôn xa lánh với chính gia đình của mình, trừ Batman và Nightwing, là kẻ mà từ siêu anh hùng đến đám tội phạm đều nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bizarro, một sản phẩm thí nghiệm lỗi bị dùng làm vũ khí sống. Aramis là chiến binh Amazon lang thang bị ruồng bỏ. Ba con người tưởng chừng như là những kẻ tận dưới cùng xã hội thì lại có thể liên kết được với nhau thành một đội thực thi công lý. Dark Trinity tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng chính những cái hoàn cảnh khác nhau đó mà lại là thứ liên kết họ với nhau, tạo cho họ sự tin tưởng lẫn nhau. Có một câu nói của Bizarro mà mình rất thích: ký ức thực sự của Bizarro chỉ bắt đầu khi gặp được trai đỏ và gái đỏ. Trai đỏ và gái đỏ là biệt danh mà Bizarro gọi cho Red Hood và Aramis. Cá nhân mình nghĩ đây có thể là ý ngầm của tác giả khi cho thấy rằng đằng sau vẻ ngoài xù xì của Red Hood và Aramis chính là sự tốt đẹp nằm ẩn sâu bên trong họ mà chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới có thể hiểu được. Có một điểm nữa mà mình không biết tác giả có cố ý không, nhưng khi đọc Dark Trinity, mình có cảm giác đây không phải là một nhóm chống tội phạm mà thực sự giống một gia đình hơn. Sự quan tâm của Jason và Aramis dành cho Bizarro giống như một người cha và một người mẹ vậy, nó không hoàn toàn giống kiểu đơn thuần như là một người bạn. Và chính mối quan hệ này là điểm mà cá nhân mình đánh giá Red Hood and the Outlaw chương 2 cao hơn rất nhiều so với chương 1. Bởi vì chương 2, chúng ta được thấy tâm lý con người thực sự của các thành viên, chứ không như chương 1 là mối quan hệ tay ba cực kỳ lằng nhằng giữa các thành viên và bản thân bộ truyện không hề có một chút triển khai nào về khai thác tâm lý nhân vật. Thực sự thì Red Hood and the Outlaw chương 2 đã mang lại cho mình cảm giác cực kỳ tốt khi mình đọc bộ truyện này. Và đồng thời, mình biết ơn rất nhiều Jason, Aramis và Bizarro. Bộ truyện này cũng là làn gió mới cho nhiều đầu truyện DC Rebirth hiện nay. Cá nhân mình thực sự đã cảm nhận được những khao khát, những cái tốt đẹp tiềm ẩn dưới vỏ bọc bất hảo của các thành viên trong Dark Trinity. Và mình nghĩ đây là giá trị cực kỳ lớn của đầu truyện này. Những thứ tốt đẹp luôn bị vẻ ngoài xấu xí che lấp, thì những giá trị tốt đẹp đó luôn tồn tại, tuy không mạnh mẽ nhưng luôn âm ỉ như một ngọn lửa.
Nhưng giá trị cốt lõi đó là sự tin tưởng, sự thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau. Tất cả các giá trị này không từ chối ai cả, và nó luôn tồn tại trong mỗi con người, có chăng chỉ là tạm thời bị lãng quên mà thôi. Mình nghĩ con người chúng ta cũng như vậy, nếu cứ trao đổi cho nhau sự cảm thông và tin tưởng thì trái đất này sẽ luôn tốt đẹp hơn. Có thể bạn phán xét một người nào đó qua cách họ đối xử và qua trực quan, nhưng mình nghĩ rằng chúng ta luôn phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mới có thể hiểu được bản thân họ là ai, là người như thế nào. Giống như Doug Trinity bị cả xã hội ruồng bỏ, nhưng sâu xa không mấy ai hiểu được cho hoàn cảnh thực sự của họ, mà chỉ những con người cùng hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu lẫn nhau. Đã bao giờ các bạn cảm giác bị xa lạ trong chính một tập thể nào đó chưa? Cảm giác không có ai thấu hiểu được bản thân, cảm giác cả thế giới dường như đang chống lại mình. Mình cá trong cuộc đời các bạn ít nhiều cũng đã có những cảm giác như thế này. Quan trọng là trong những lúc đó, chúng ta cần một người nào đó cùng hoàn cảnh để thấu hiểu chúng ta và có thể trao cho nhau những sự chia sẻ, những sự cảm thông, để từ đó có động lực để tiến lên trong cuộc sống. Hay là như là cái duyên The Dark Trinity đã mang họ lại đến với nhau. Và đó là giá trị hoàn hảo nhất của Dark Trinity, bộ ba bất hảo của DC Comics. Đây là một trong những lý do vì sao mình nói rằng comics không dành cho trẻ con, và nó thực sự là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người trong độ tuổi trưởng thành. Cảm ơn bạn Trung đã tạo script này cho chúng mình. Và nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Chuyện, đừng quên bấm like và subscribe cho chúng mình. Và đừng quên bấm nút chuông nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Mình là Samurai, và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.